Vụ sát hại, phi tang thi thể ở sông Hồng, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh. Tạ Duy Khanh khai nhận có cho nạn nhân vay 50 triệu đồng, đòi nhiều lần không được nên đã hẹn gặp và đưa nạn nhân về nhà tiếp tục đòi. Sau đó xảy ra tranh cãi rồi dùng dao sát hại nạn nhân. Ngày 16 tháng 10, tại hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người phát hiện vào ngày 13 tháng 10 tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Tạ Duy Khanh sinh năm 1985, nơi thường trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, quê quán xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 17B7-34263 tại hầm tòa S212, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, một túi xách và một đôi dép của nạn nhân. Đáng chú ý, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được và lời khai ban đầu của đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định vào ngày 10 tháng 10, Tạ Duy Khanh đã hẹn nạn nhân là chị HIN, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến nhà Khanh tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn. Khanh đã lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N. Sau khi chị N tử vong, Khanh đã lấy dao phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần, rồi cho vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó, Khanh gọi điện thuê một xe taxi, chở Khanh mang theo thùng xốp bên trong đựng thi thể nạn nhân, đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khi đi đến bậc dẫn xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao, Khanh bảo lái xe taxi dừng xe và nhờ bê thùng xốp xuống xe, để thùng xốp tại bậc thang lên xuống. Sau khi lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N xuống sông Hồng để phi tang. Khanh đã vứt một phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị N, Khanh đã liên hệ với lái xe taxi, quay lại đón Khanh và đưa về chung cư. Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để mua xi măng. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều 13 tháng 10, khi biết thông tin cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị N, Khanh đã bỏ trốn về tỉnh Thái Bình. Đến ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện và bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương. Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự làm thương bản thân nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ và ngăn chặn thành công việc tự sát của đối tượng nhằm trốn tránh hình phạt của pháp luật. Cơ quan công an đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu. Hiện tại, đối tượng Khanh đã tỉnh táo và khai nhận sơ bộ nội dung như trên. Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến những tin đồn nguyên nhân đối tượng sát hại rồi phi tang thi thể nạn nhân là do ngáo đá hoặc mâu thuẫn tình cảm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, điều tra ban đầu, Tạ Duy Khanh và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết từ đầu năm 2023. Đối tượng Khanh không nghiện, không ngáo đá và chưa có tiền án tiền sự. Đối tượng Khanh khai nhận có cho nạn nhân vay 50 triệu đồng và đòi nhiều lần không được nên đã hẹn gặp và đưa nạn nhân về nhà để tiếp tục đòi. Sau đó xảy ra tranh cãi rồi dùng dao sát hại nạn nhân, phân xác thi thể để phi tang. Bước đầu cơ quan công an xác định chưa thấy dấu hiệu của đồng phạm trong vụ án, đồng thời thông tin nạn nhân là Á Khôi trong một cuộc thi sắc đẹp đang được xác minh. Trong ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã gửi thư biểu dương ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ, các đơn vị trong Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm, sự phối hợp tích cực trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an trong điều tra, khám phá, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong vụ án giết người, phát hiện vào ngày 13 tháng 10 tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.